Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em càng thủ đang mừng cá từ Tổ quốc. Hôm nay tôi một clip gồm một lô máy câu nha mọi người. Thì lô máy câu này gồm 55 máy, có những máy thương hiệu từ Tây Qua, Shimano, vài máy câu cổ như Sento, Michelin, máy Ben. Rồi, để giờ shop vô cụ thể từng máy cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi hành toán, nếu hoàn lỗ không giống clip sắp lên đó, thì anh em cứ quay cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Máy thứ nhất mình tham khảo. Thì máy thứ nhất lên cho mọi người một con Daiwa Ligin. Thì con Daiwa Ligin này là con có nông 2506 ha, máy có xuất sắc nè đó. Nhưng được cái đi máy này được một số anh em phản hồi là câu rất là tốt, hoạt động mượt mà đó, lùa cũng rất ổn định. Máy ABS đầy đủ nha mọi người đó, hoạt động rất là mượt nè đó. Hàng này hàng của China xuất Nhật, để cứ ok mua bên sống con lăn đẹp ha đó. Thì con này có xây tương đương là tầm khoảng 2.000 hàng gửi thôi. Máy có nông thì cước bê 0.8 như là 140 m đó. Anh em về đua lốc đua chẽm đánh rất là ổn định. Một con máy đây qua thì giá công khai giá là 450k cộng ship nhé. Con số 1. Máy số 2. Máy số 2 lên cho mọi người một con máy của Shimano, hàng của Malaysia đây. Thì con một con đây Shimano Sinox 2000 đó. Thì con này có xe tương đương 2.000, cước số 2 là 150 m, cước số 3 là 100 m đó. Có dây theo nồi thì ok đó. Nói chung thì máy đẹp không đẹp, xấu không xấu, nó vẫn xuất sắc nè đó. Anh em nào mà không quan trọng ngoại hình đó, quan trọng về chất lượng hoạt động nè đó. Thấy không? Rất là mượt, không có tiếng động lạ luôn đó, rất là mượt, mượt sống nè, nó cứ ok nè. Máy ABS đầy đủ nè đó, quay ngược nè đó. Rồi giá hai máy số 2 giá là 400 nha, máy có xuất sắc nè mọi người đó, 400 cộng ship. Tiếp theo máy số 3. Máy số 3 lên cho mọi người một con máy Shimano đua chuột. Thì con này con đua chuột xây 1.000 đó. Nếu đổi ra so với máy thường thì con này nó ra tầm khoảng 2.000 nha mọi người, tầm 2.000 thôi. Con này anh em nào chuyên cho nên là câu lua, câu chép dạng câu cảm giác, đặc biệt là con này nó có cái cò thì anh em trả về đây đó là ngay tay anh em bắt đó. Máy hoạt động rất là mượt nha mọi người, máy hoạt động rất là mượt, mô bên đuôi chuột kêu rất là đã nè đó, sướng nha. Tổng thể máy thì còn rất là ok rồi đó, không có xuất sắc gì nhiều, máy đẹp. Máy số 3 giá là 600 nha mọi người, 600 cộng ship. Máy số 3 máy hoạt động im mượt nha. Đó. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người một con máy Shimano Sepia. Thì con Sepia này thì nó xuất sắc nha mọi người, xuất sắc rất là nhiều luôn. Đó, nó gõ lại xuất sắc rất là nhiều. Con Sepia 2500XDH thì con là một con máy có nông. Cái quyền cối cho nó bị sức nè, đó. Đó. Nhưng mà cước cho đây bình thường nha mọi người, không ảnh hưởng gì nha. Đó. Xuất sắc nè. Xuất sắc. Đây, tay quay nấm mà mắc một có cái nấm chồng ở đây à. Đó. Đây. Máy xuất sắc nha mọi người, máy xuất sắc, nhưng mà tổng thể là hoạt động thì còn rất là ok. Đó, anh em là mới tập lua thôi về anh em lấy phụ tùng thì cũng rất là êm nha mọi người. Đây, máy hoạt động rất là mượt nha. Đó. Có nút châm dầu đầy đủ, con này của Malaysia sản xuất, máy có nông. Thì con này máy có nông thì cứ tới đây. Đó, cước bê 0.8 á, giờ được 150 m, bê số 1 giờ được 120 m, anh em nào tập lua anh em về câu lua cũng được. Rồi giá con máy số 4 giá thanh lý luôn, giá 800 nha mọi người, 800 cộng ship. Máy số 4 và cộng rất là mượt nha. Đó. Tiếp theo máy số 5. Máy số 5 ra cho mọi người một con máy Abu. Thì đây một con máy Abu hàng trưng bày, xây tương đương 2.000 gửi, cước 2.5 là 150 m. Thì con này có 4 mặt đạn nha mọi người, chạy 4 mặt đạn, dòng tua của nó là 5.1.1. Đó, tay quay đôi, thích hợp cho anh em là của lua. Đó. Đây, đó. Nồi đẹp nha. Tiếng rắc mô bi nghe cũng đã lắm nè. Đó. Máy hàng trưng bày nên tổng thể rất là mới luôn. Đây, đó. Tay quay đôi, iPad đầy đủ và rộng mượt mà. Đó. Im gu luôn nha mọi người, lấy cước ok nè đó, con lăn sáng
Rồi giá công khai mã số số 5 giá là 700 nha mọi người, 700 cộng ship. Tiếp theo mã số 6 lên cho mọi người một con mã Shimmer Abu. Thì con này Abu là Abu 5000 nha mọi người, và rộng rất là mượt. Thì con Abu 5000 này nó có sẽ tương đương cái tầm khoảng 6000 Shimano nha, cứ số 6 được 150 m. Con này quản chạy 4 mặt đạn, GTO của nó là 4.8.1, B số 3 hay được 240 m. Con này anh em này câu biển nè, câu lục nè, câu câu lóc gừng cũng được, máy rất là khỏe. Rắc con này nó tải tầm khoảng 9 đến 10 kg nha mọi người, con năng đẹp nó rất ok. Đây một con hàng máy trưng bày đó, máy rất là đẹp. Đây máy hoạt động thì rất là mượt rồi đó, tay què tay bính tròn nè đó. Anh em nào về câu cha câu chép cũng rất là êm nha đó. Máy rất là khỏe, hoạt động mượt mà ha. Rồi giá công khai mã số 6 giá 800 nha mọi người, 800 cộng ship. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 lên cho mọi người một con mã Shimano. Thì đây một con mã Shimano Anoch 6000 đó. Thì cổ nó bị tẩy thông số nè đó, không có thông số nhưng mà cổ nó còn rất là đẹp nha mọi người. Đây máy thì có ABS đầy đủ, mặt đạn cốt ở đây nè, rất là bự luôn đó, chạy bạc đạn bắp riêng. Tổng thể ngoại hình còn rất là ok đó, có xuất sắc GT tin đó, còn lăng đẹp. Con của Malaysia sản xuất nhé, máy hoạt động đây rất là ok nha mọi người đó, máy hoạt động rất ok và mượt, ABS đầy đủ, quay ngược ok, quay tới ok đó, rất là êm nha, lấy cước ok. Rồi giá công khai mã số 7 ra 800 nha mọi người, 800 cộng ship máy số 7. Tiếp theo lên đây máy là máy số 8. Máy số 8 lên cho mọi người là một con máy Shimano. Thì con này một con Shimano Beamaster 2000 đó. Beamaster 2000 thì con này của Malaysia sản xuất nha mọi người, Malaysia sản xuất. Máy thì hoạt động ok nha mọi người đó. Máy hoạt động ok mượt nhé, đó hoạt động ok mượt, mô bây giờ muốn sống đó, lấy cước ok. Có nút châm dầu tay quên cho. Thì con này 2000 thì cước số 2 như là 150 m, cước số 2.5 thì 100 m, 125 m, cước số 3 được 100 m ha. Nồi thì nó bị oxy hóa chỗ này một tí nè đó, quyền trong không ảnh hưởng nha, quyền ngoài đẹp nha mọi người đó. Tổng thể máy đây, máy ngoại hình còn nhìn rất là ok ha đó, máy hoạt động đây chân chu đó, ABS đầy đủ nha, đây được ok, cái tớ ok. Rồi giá công khai máy số 8 giá là 700 nha mọi người, 700k cộng ship máy số 8. Tiếp theo máy số 9, máy số 9 lên cho mọi người một con máy Shimano Beamaster. Đây là một cái đời mà rất nhiều anh em cần, anh em săn đây. Đây là một đời của hàng Japan, đây Beamaster Japan. Con này xây 2000, cước số 2 thì là 150 m, cước số 3 thì là 100 m ha. Đó thì nồi nữa đây còn rất là đẹp đó, con này chỉnh trâu bò cho anh em coi luôn đó, máy hoạt động rất là mượt nha mọi người, ABS đầy đủ, pha dính, quay ngược ok đó, quay tới ok, im mượt nha mọi người, lấy cước ok, bộ bên sống. Rồi giá công khai máy số 9 ra 900 nha mọi người, 900k cộng ship máy số 9. Tiếp theo máy số 10, máy số 10 lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Thì con này một con Daiwa Kia, con này là một con Daiwa Kia 2506H, có mặt siêu nè, cái này là mặt siêu, cái này là chống muối nha mọi người, kháng muối kháng nước. Máy này một máy có nông ABS, máy hoạt động đây rất là mượt nha mọi người, im thì thầm luôn á, cốt là cốt trên lực, tay quay siết răng nè đó, tay quay siết răng cốt trên lực. Đây có miếng ron cao su đây nè, nó kháng nước nè, trong nước nè. Rồi con Cadia này á, một con máy của China sản xuất nha mọi người, China sản xuất. Đây, máy hoạt động rất là mượt đó, quay tới ok, quay ngược ok đó, im thì thầm luôn nha, mô bình mô sống nè đó, tiếng gắt nghe cũng rất là đã luôn, lấy cước ok. Thì tổng thể máy thì có xuất sắc nè, nó xuất sắc,
con này về cho anh em chỉnh, anh em lùa lóc nhé, lùa lóc lùa chẹm đó. Hàng China sản xuất thì con này nó có xây tương đương là ra tầm khoảng 2.000 hai ngữ, nhưng mà nó là máy cối nông nha mọi người, nhắc kỹ lại đây là máy cối nông nhé. Thì thông số máy cối nông cước be 0.8 đến 140 m, be số 1 như từ 110 m nhé. Nó đây cốt là cốt trợ lực nha mọi người, cốt trợ lực đây rất ok, con lăn cước còn sáng bóng, hoạt động mượt mà đó. Rồi giá công khai máy số 10 giá là 1.500.000 nha mọi người, 1.500k cộng ship máy số 10. Tiếp theo máy số 11, máy 11 lên cho mọi người vẫn là một con máy có nông. Thì con này có một con máy của Louis, đây một hàng Louis hàng Thái Lan. Thì con này máy cũng máy có nông, cước be 0.8 giờ từ 140 m, be số 1 giờ từ 100 m nha. Này, có còn rất là đẹp, tiếng gắt mua bin nghe cũng rất là đã. Cốt này cốt trợ lực, tay quay xích răng. Con này nó có đồ chơi theo là cái núm núm chống đổ nè. Đó. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Rất là mượt mà nha mọi người. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Rất là mượt luôn. Mua bin là buông sóng. Lấy cước ok. Đó. Con lăn còn đẹp nha. Đó. Thì máy tổng thể ngoại hình có xuất sắc. Đó. Rồi giá công khai máy số 11 giá là 1.500.000 luôn nha mọi người, 1.500.000 cộng chip máy số 11. Tiếp theo máy số 12, máy 12 lên cho mọi người là một con máy Daiwa Louis. Thì con này vẫn là một con máy Daiwa Louis 2506H, máy Daiwa Louis 2506. Đó. Thì con này đây thông số trên nồi nó bị phai màu nè mọi người. Đó. Nhưng nồi còn rất là đẹp ha. Đó, rất là đẹp. Thì con này be số 1 á, chắc vô được tầm khoảng 100 m thôi. Đó, máy thì hoạt động rất là mượt nè. Đó. Im thì thầm luôn, mượt là mượt mà luôn. Đó. ABS đầy đủ. Con này anh em nào về luôn lóc là khỏi chơi, lô lóc đánh nháy hơi á. Cái loại này chuẩn về đánh nháy hơi hơn. Đó, quăng cước cước ra xa, vết rất ít tốn dây. Của bên sóng nha, cốt là cốt trợ lực. Tổng thể ngoại hình đẹp. Đó. Thì con này của Nhật sản xuất nha mọi người, made in Japan. Đó. Rồi giá công khai mã số 12 giá là 1.500.000 nha mọi người, 1.500.000 máy 12. Tiếp theo máy số 13. 13 lên cho mọi người một con máy hàng rất là nhiều anh em săn. Đây một con EDF. Thì con EDF này hàng của Malaysia sản nhất sức. Con này có xe tương đương ra tầm xe tương đương là bạc C3000. Dòng máy xe, dòng máy body nha mọi người, dòng máy body. Rất là nhỏ gọn. Nhỏ gọn và đặt hoạt động rất là mượt nè, đó. Thông số của nó là thông số 3.000 nhưng mà xe máy ra tập khoảng 2.000 thôi. Đó, rất là nhỏ gọn, máy còn rất là đẹp. Thì con này có nút châm dầu nè, máy đời cao, nút châm dầu. Đó. Có kim loại, ABS đầy đủ, con lăn sáng đẹp ha. Đó. Tổng thể máy rất là đẹp. Đó, ra tầm khoảng 90-95% nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Máy số 13. Thì con này có xe tương đương ra tập khoảng 3.000, cước số 3 với 150 m, cước số 4 với 100 m ha. Đó. Máy đẹp, tiếng gắt nghe cũng rất là đã, hoạt động mượt mà. Đó. Rất là mượt, em thì thầm luôn. ABS đầy đủ, quay ngược ok. Đó. Quay tới ok, im nha mọi người. Rồi giá công khai mã số 13 giá là 1.500.000 nha mọi người, 1.500.000 cộng ship máy số 13. Tiếp theo máy số 14, 14 lên cho mọi người một con LF, LF hàng Malaysia sản xuất nha. Thì con này một con máy của Shimano 4.000. Đó. LF 4.000 này thì anh em về có thể câu lóc, câu nhát thiệt, câu lóc gừng, câu ngâm, câu cha, câu chép cũng được. Máy rất là mượt. Mấy con LF này hoạt động rất là im luôn mọi người. Đây. Đó. Giá nó cũng rất là mềm. Mua bây giờ mua sống nè. Nghe rất là đã luôn. Máy cứ ok. Đây, tổng thể ngoại hình đây. Đó. Ngoại hình còn rất là đẹp nhé. Con lăn đây, lăn sáng nha mọi người. Mô viên. Thì con này 4.000 thì cước số 4 như từ 150 m, cước số 5 như từ 125 m. Đó. Mô viên sóng. Hoạt động mượt mà, ABS đầy đủ.
À, rất là mượt. Rồi giá công khai máy số 14, giá là 1.600.000 mọi người, 1.600 máy số 14. Theo lên tiếp mọi người, máy số 15. Thì máy số 15 lên cho mọi người một con máy Shimano Nasit. Thì con Nasit này, một con Nasit 2500, có hai cõi nha mọi người. Cõi 2500, một cõi 2500S. Đây, nó đây. Đó. Thì nó gõ cho mọi người luôn. Đây là một cõi 2500. Nó có xước trên đây một cái nè, cái quyền trên đây thêm một tí nè. Đó. Đây, nó. Đây, một cái phụ và một cái chính đây. Đó. Cõi này thì bao đẹp nha mọi người. Đó. Đây. Cái đây, cõi này nó sẽ thích hợp với cõi này hơn. Đó. Mà hai cõi thì lắp hoạt động bình thường nha mọi người, không ảnh hưởng gì. Đó. Đây. Đó. Nasit. Thì cái dòng máy này thì rất là nhiều anh em câu và phản hồi rất là tốt luôn. Đó. Được cái nó khỏe và nó đẹp. Đó. Đây, vừa ha. Đó, hai cõi. Thì 2.500 coi. Mà máy thì hoạt động ok rồi, im mượt rồi, đó, không lỗi lầm. Đó. Đây. Thì cõi 2.000 cứ số 2 nhưng từ 100 cứ cõi 2.500 cứ số 2 nhưng từ 150m nha mọi người. Đó. Cứ số 2.5 nhưng 150m, cứ số 3 được 115m. Đó. Đây. Đó. Cõi 5. Rồi, giá công khai máy số 15, giá 1.400.000 nha mọi người. 1.400.000 máy hai cõi. Tiếp theo số 16. 16 lên cho mọi người một con Nasit. Thì con Nasit này, một con Nasit 4.000. Đó. Đây mọi người, Nasit 4.000. Tổng thể của hình đây còn rất là đẹp luôn. Đó. Thì máy Nasit, Shimano Nasit này là máy của Malaysia sản xuất nha anh em. Malaysia xuất riêng cho thị trường Nhật. Cái này có bị rỗ một tí nè, nhưng không ảnh hưởng gì nhé. Đó, Malaysia sản xuất. Tổng thể máy còn đẹp, có xước ở đây một tí. Đó, máy thì hoạt động im mượt rồi. Đó, dòng Nasit này hoạt động rất là im. Con 4.000, đặc biệt con 4.000 này về anh em có thể câu lóc, câu chẽm lô nhá thiệt. Đó, lô nhá thật. Hoạt động rất là mượt nha mọi người, im mượt. Một bây giờ muốn sống. Đó. Lấy cước ok. Rồi, giá công khai máy số 16, giá 1.600.000 nha mọi người, 1.600.000 máy số 16 Nasit 4.000. Thì 4.000 thì cước số cước số 4 như là 150m, cước số 5 như là 125m nhé. Đó. ABS đầy đủ nha mọi người. Hoa dính, hoa dính. Giá công khai 1.600.000 máy số 16. Tiếp theo máy số 17. Máy 17 lên cho mọi người một con máy Shimano Nasit. Thì con Nasit này còn rất là mới luôn. Đây một con Nasit 2500. Đó. Máy còn rất là mới nè. Đó. Máy của Malaysia sản xuất. Có xước ở đây một tí. Đất thì còn rất là ok nè, có xước dâm thôi, đó, lông mèo thôi, không ảnh hưởng gì. Con lăn đẹp ha. Đó, máy hoạt động đây, rất là mượt. Đó. ABS đầy đủ. Máy hoạt động rất là mượt mà nha mọi người. Con này thì anh em về có thể câu lua, câu ngâm. Đó, rất là đẹp. Bơm 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 sóng. Đây cước ok. Thì con này cước số 2.5 là 150m, cước số 3 là 120m nha mọi người. Có nút châm dầu nè. Rồi, giá công khai máy số 17, giá là 1.400.000 nha. Tiếp theo máy số 18. Máy 18 lên cho mọi người một con máy của Nasit. Thì đây một dòng đời cao nha mọi người, dòng Nasit đời cao. Thì con này con C là C 2000. Đó. C 2000 thì nó có xây tương đương ra tầm 2000, nhưng mà cái body nó tầm khoảng 1000 thôi nha mọi người. Đây. Body máy 1000 với máy 2000 nè, nó na ná nha thôi. Đó. Vì dòng máy C thì dòng máy nó là body nhỏ gọn lại. Đó. Rất nhỏ gọn luôn. Cái dây đi theo máy là dây Wariwatt mọi người, Wariwatt 1.5 nè. Đó. Máy này đi thị trường Nhật về, hàng của Malaysia sản xuất. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Không lỗi lầm gì hết, hoạt động rất là chân chu luôn. Đó. Cái này về cho anh em nào có ISO câu lua, lua nháy hơi,
đó, lô chẽm, lô lóc, lô bên sóng nè, tiếng rắc mô bình nghe cũng rất là đã. Con lân đây đó, rất là đẹp luôn. Thì con này có 2000, xe đưng 2000 thì có cước bi số 2 từ 150m, cước 2.5 từ 125m ha. Tổng thể ngoại hình đẹp. Rồi, giá công khai máy số 18, giá là 1.5 nha mọi người, 1.5 máy số 18. Tiếp theo máy số 19. Máy số 19 lên cho mọi người một con máy Shimano Nasewell. Thì dòng Nasewell này dòng lấy từ thị trường Nhật về cho mọi người. Đây, Japan. Đó. Dòng này là dòng máy của Malaysia sản xuất nha mọi người. Đó. Đây, Malaysia, nhưng mà lấy từ thị trường Nhật về. Con này thì có túi, không có túi nha mọi người, có sách hướng dẫn nè, sách hướng dẫn hòa hợp. Thì con Nasewell này nó nặng là 215g. Ở dòng tô có đó 5.0.1, 3+3+1 và đạn là 4 nha mọi người. Đó. Cước số 2 đi là 100m nhé. Đó. Đó, cước số 2 là 100m. Đây một con Nasewell 1000. Đây. Đây, nó đây. Đó. Máy rất là đẹp, tiếng rất nghe cũng rất là ok. Đó. Máy đây rất là đẹp nha mọi người. Ừ. Giá con này là giá cực kỳ hữu nghị luôn. Đó, máy số 19 giá là 800 nha mọi người. 800 cho một con máy 1000. Về cho anh em câu ISO, câu lăng, câu ISO, câu lua, đó, anh em lua suối. Anh em đó. Câu tôm cũng được. Đó, rất là xịn sò cho máy 1000, hoạt động rất là êm ha. Giá 800 cộng ship ha. Tiếp theo máy số 20. 20 lên cho mọi người là một con máy Shimano Twin. Thì đây là một dòng Twin 2000. Đó. Thì Twin này thì nó rất là mượt rồi, đó. Khỏi quảng cáo gì nhiều. Đó. Mô bên còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Thì máy có xuất sắc nè, đó. Máy xuất sắc. Đây. Máy xuất sắc ha. Đó. Thì con Twin này được sản xuất tại Japan nha mọi người, hàng Nhật. Máy xuất sắc. Hoạt động thì rất là mượt, đó, chân chu ha, đó, không lỗi lầm. Thì con này về cho anh em nào câu lóc, câu chẽm, câu ISO, câu lăng xê 2000 này dạng đánh cũng như xem như đa năng này, đó. Mua bây giờ mua sống, cốt trợ lực nha mọi người, chốt trợ lực mặt đạn trong đây. Rồi giá công khai máy số 20, giá là 1.5 nha mọi người, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Tiếp theo máy số 21, 21 lên cho mọi người vẫn một con máy Shimano Twin. Nhưng mà được cái là con này có hai cối nha mọi người, hai cối và tay quay đôi. Đây, test hoạt động cho mọi người xem. Rất là mượt và im thì thầm luôn. Đó, mượt mà ha. Đây, hai cối nha mọi người. Con này một con 2500. Đây, đó. Cước số 2 dư được 170m, 2.5 dư 150m, cước số 3 được 120m nha. Đó. Máy có nông thì tùy theo địa hình và địa điểm anh em câu. Nếu anh em câu chỗ nào mà cá dạng cá bú bình, cá nhỏ thì anh em có thể vô dây nhỏ và anh em câu bia dây này. Đó, chỗ nào săn hàng thì anh em đổi qua cối này. Đó, vô dây bự. Hai cối nha mọi người, hai cối còn rất là đẹp ha. Đó. Tổng thể máy cũng còn rất là ok, không có xuất sắc gì nhiều. Có vài điểm li ti thôi. Đó. Hàng xếp bên. Xuất sắc đi ti thôi, không ảnh hưởng gì về chất lượng máy. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Đây. Máy hoạt động khỏi phải bàn. Rồi, giá công khai máy số 21, giá 2 triệu nha mọi người, 2 triệu máy số 21. Thế lên tiếp cho mọi người máy số 22. Thì máy 22 lên cho mọi người là một con máy Shimano Otera. Thì đây là một con Shimano Otera C3000, hàng của Nhật sản xuất nha mọi người, hàng Japan. Giờ những cái hàng Nhật thế này nè, về cũng rất là ít, hiếm. Đó. Vì đời này đời 2009 nó hết sản xuất rồi. Đó. Đa phần sau cái đời này là hàng của Malaysia sản xuất nha mọi người. Đó. Đầu im của máy Nhật thì anh em khỏi phải bàn, rất là im. Con này một con C3000, chuẩn về cho anh em mà cô lua. Đó. Máy body nhỏ gọn nha mọi người. Thì máy 3000 thì cước số 3 là 130m, cước số 4 là 100m ha.
máy đẹp, con đang còn sáng nè. Đó. Tổng thể máy rất là ok. Đó. Được. Không có xuất sắc nhiều hết. Tổng thể máy ra tầm khoảng 90-93% nhé. Máy hoạt động đây rất là mượt nha mọi người. Đó. Đây, máy ABS đầy đủ hoạt động mượt mà. Đây được ok. Thì giá công khai máy số 22, giá là 2,4 triệu nha mọi người, 2,4 triệu một con 22, có nút châm dầu đầy đủ. Tiếp theo máy số 23, thì 23 lên cho mọi người một con máy của 1000 và hai cối, một cối 1000 S cối nông và một cối 1000 đó. Shimano đó, Beamaster, con này đời 2008 nha mọi người, đời 2008. Hàng này hàng của Malaysia sản xuất nhé, một cái 1000 một có 1000 hết đó. Thì loại này thì chuyên về cho anh em một câu câu nháy hơi màu giả, anh em câu ISO đó, câu hanh, câu cháp, câu Ikada. Máy hoạt động rất là mượt, hai cỏ nha mọi người, một có 1000 một có 1000 hết. Thì có 1000 trên đây nó bị oxy quá một tiếng nè đó. Thì bán máy sao thì báo gõ cho anh em vậy luôn, cho anh em dễ biết. Tổng thể còn lại ok, tổng thể máy đẹp ha. Tay quay xiết cổ nè. Đó. Máy 1000 thì cước 1000 như là 150m nha mọi người. Đó. Đây là cước bên này BE của cối 0.1 nè. BE số 1 được 70m, có 1000 hết ha. Đó. Máy còn rất là đẹp. Hai cối nha mọi người, máy Malaysia sản xuất nha. Đó. Rồi giá công khai máy số 23, giá là 2,000,000 mọi người. Đó, 2,000,000 máy số 23. Tiếp theo máy số 24 lên cho mọi người một con máy Daiwa Kit. Thì có một con Daiwa Kit Kania 3500. Thì con kit này kit của Nhật sản xuất nha mọi người, hàng của Nhật. Thông số của nó là cước số 4 như được 200m, cước số 5 như được 150m. Con này sẽ tương đương ra tầm khoảng 5000. Đây, đó. Cối thì rất là đẹp rồi, đó. Không có xước xát gì nhiều hết, tổng thể ngoại hình đây. Còn rất là đẹp nhá. Con này là ngoại nguyên zin nha mọi người, nguyên zin. Đó. R nè, máy rất là đẹp. Có xước xát một tí nè. Đó. Cân nặng ok nè. Đó. Lăng quẳng lăng bình thường nha mọi người. Máy thì hoạt động im mượt, rất là mượt luôn chứ không phải là im nữa. Đó. Máy hoạt động rất là im nha mọi người. Đó. Con này anh em nào về săn hàng, săn lóc gừng, đánh giá thiệt. Một số anh em câu lục thì cũng rất thích cái loại này. Đó. Bộ pin sóng, ABS trả ngược ok. Máy hoạt động hoàn hảo. Rồi giá công khai máy số 24, giá là 2,6 triệu nha mọi người, 2,6 triệu cộng ship máy số 24. Tiếp theo máy số 25 đây cho mọi người vẫn một con máy Daiwa Kit. Thì con này một con máy Daiwa Kit Custom, dòng này cũng còn rất là hiếm luôn. Mô bên là mô bên kim loại, nào kim loại nè. Thì con này thông số của nó là BE số 2 được 300m, BE số 3 được 200m. Có xe đường gương là tầm khoảng 5000-6000. Tổng thể của mình đây, máy cũng còn rất là ok. Đó, không cối thì đẹp rồi mọi người. Đó, cối thì đẹp, không có xước xát gì nhiều hết. Còn lăn còn sáng nha mọi người. Lăn sáng vẫn lăn bình thường nha. Đó. Máy này của Nhật sản xuất. Đặc biệt là con này được độ nấm độ nha, nấm màu xanh luôn, hợp tông với cái cối luôn. Đó. Đít nó đây, đít thì có bị xước xát li ti thôi. Đó. Tổng thể máy ok. Đó. Và rõ mượt mà nè, rất là mượt luôn, lắc tay quay nè. Đó. Hàng bát đầy đủ nha, tha dính nha. Quay ngược ok nè. Về tới ok nè, đó. Nhiều anh em đánh con này về đánh lóc gừng nè, đánh lóc gừng rất là khỏe. Đây cước ok. Rồi, giá công khai máy số 325, giá là 3,2 triệu nhé, 3,2 triệu cộng ship máy số 25.
Tiếp theo mã số 26. 26 lên trong người là một con mã Ferrox. Con này thuộc dạng giá bán thanh lý luôn. Thì một con Ferrox SW 5000, đó, có xe tên đưa ra tập khoảng 5000. Cước số B số 3 được 240m nhé. B số 3 được 240m. Nồi kim loại hàng SW kháng muối nhé, kháng muối 5000. Máy thì hoạt động ok rồi, đó, máy hoạt động rất là ok, đó, im mượt. Bơm là mùi sống. Nhưng đặc biệt là tao với con này nè, bị rạn cái này nè, đó. Cái này không ảnh hưởng gì cho nha mọi người, mọi người về câu vẫn bình thường nha. Đó. Thì bán hàng máy sao báo anh em quẹt. Tao quẹt đấm tròn Shimano. Đó. Hoạt động ok. Quên sống. Nơi cước ok. Hoạt động mượt mà. Đó. Rồi, giá thanh lý. Giá con máy số 26, giá 1,4 triệu nha mọi người, 1,4 triệu cộng ship máy số 26. Tiếp theo qua đây, con máy số 27 lên cho mọi người một con máy Daiwa, có chức năng xả cước nhanh. Máy thì hoạt động rất là mượt. Đó, máy full hợp. Đây, xả cước nhanh đây, đó. Tự đá. Máy này về chiên anh em con chép nha mọi người, chiên về săn chép nhiều hơn. Đó, máy hoạt động rất là mượt. Tổng thể máy rất là đẹp. Hàng trưng bày còn hộp, hộp và túi luôn nhé, hộp túi cho đây luôn, hộp túi sách hướng dẫn. Đó. 2500 BR. Thì con này nó xuất cho thị trường Nhật mọi người, máy của China sản xuất, xuất cho thị trường Nhật. Thông số đây. Đó. Con này dòng tua của nó 5.1.1, nặng là 320g, rất mát của nó là 6kg. Gato của nó là dòng tua tầm khoảng một vòng từ tầm khoảng 76cm nha mọi người, ba mặt đạn. Bề số 1 dư được 280m, bề 1.5 dư được 200m nha. Đó, nguyên hộp. Rồi, giá công khai máy số 27, giá 1,2 triệu nha mọi người, 1,2 triệu máy số 27. Tiếp theo lên cho mọi người là con máy số 28. Thì 28 lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Thì đây một con Daiwa Emblem 2500 IA. Con này còn full hợp nha mọi người, full hợp. Đó. Full hợp có gì đây? Trong đây hộp túi và sách hướng dẫn nha mọi người. Đó. Xem cái lồng đèn không? Đây, hộp túi và sách hướng dẫn nha mọi người. Đó. Con này nó chạy là dòng tua của nó là 4.8.1, rắc mã từ 8kg, nặng là 245g. Máy có ABS nha mọi người, máy ABS đầy đủ. Đó, như là 5 mặt đạn. Hàng nội địa nha mọi người, hàng của Nhật sản xuất nội địa. Đây, máy thì còn rất là đẹp luôn. Đó, máy còn rất là chi là đẹp. Thì con này về chuẩn cho nên mà con lua nhé. Cước số 2 được 150m, cước số 3 được 100m, máy chuẩn 2000. Hàng của Nhật sản xuất Emblem. Đứt đây, đó, không bị xước nha mọi người, còn rất là mới nha. Đó. Sáng chói luôn nè. Đó. Còn lần này rất là đẹp. Tay quay đây. Tay quay thì cái nấm này nó hơi bị rạn keo nè. Đó. Đã tăng giảm nhiệt độ để rạn nứt nè. Đó. Nhưng mà không sao luôn rồi. Cầm quay còn rất là mượt nha. Đó. Máy và cộng im ru. Không lỡ làm gì hết. Mượt mà nha mọi người. Đây là một bên sóng nè. Đây cước ok. ABS đầy đủ. Phá là dính, phá là dính. Đó. Rồi, giá công khai máy số 28, giá 1,6 triệu nha mọi người, 1,6 triệu cộng ship máy số 28. Theo lên đây là nguyên một dàn máy cổ nha mọi người. Đó, để lên cho mọi người ba máy ngang. Thì đây là một con máy ngang là của Abu nha mọi người, một con máy ngang của hàng Lockmart. Chạy 5 mặt đạn, máy tài phản. Thì con này chuyên về cho anh em con lóc nhé, con lóc con chẻm, máy thì hoạt động rất là mượt. Đó. Giá nó bán máy mới hình như là 1,3 triệu, 1,4 triệu gì đó, không rành. À, máy hoạt động rất là mượt mà nha mọi người. Nói chung là shop không có chuyên về máy ngang nhiều lắm. Rất là mượt nha. Đó. Máy thì còn rất là đẹp rồi. Đó. Khách gửi thanh lý, chạy ra mặt đạn. Giá công khai, giá con số 29, giá 600 nha mọi người, 600 cộng ship. Máy này chắc được nửa giá máy mới thôi. Đó.
có nửa giá thì anh em được cột con máy về rất là xịn để về câu nè, rất là mượt nha người, hoạt động hoàn hảo. Tiếp theo mã số 29 nè, mã số 30 cũng vậy, một con máy Abu Lightmax 5 mặt đạn, nó hoạt động hoàn hảo nhé, ngon lành, mượt mà nhé. Con lăn đây, tổng thể máy còn rất là đẹp. Rồi giá công khai giá 600, một con máy Abu 600, máy tay phải đề cao rất là mượt nha mọi người, mượt mà, giá công khai 30 600 cộng ship. Tiếp theo mã số 31 lên cho mọi người, một con máy Daiwa ở đây đó, BR100L gì nè đó. Thì con Daiwa này giọng tù của nó là 36.1 6.3.1, nặng là 190g, rất mát là 5kg, 3 mặt đạn, thông số dây đây đó. Thì con Abu này khách, con Daiwa này khách cũng gửi thanh lý luôn đó. Còn danh sách hướng dẫn mà hợp máy thì còn rất là đẹp rồi đó. Nói chung là khách về trải nghiệm xong là khách thanh lý, có xuất sắc đi ti nè, China, con này sản xuất tại China. Máy đây, máy hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đó, máy tay trái nha, đặc biệt con này tay trái nha mọi người. Hoạt động rất là mượt. Đó, ngon lành nhá. Rồi, giá công khai máy số 31 giá là 800 nha mọi người, 800 cộng ship máy số 31. Rồi, tiếp theo qua đây, qua những dòng máy cổ, máy sưu tầm. Tiếp theo là con máy số 32 33 34 và 35, là 34 con máy này là 4 con máy Sento nha mọi người, hàng Sento của Pháp, hàng của những máy thế kỷ trước. Đây một con máy Sento, máy số 32 đây, sừng trâu nha mọi người, sừng trâu đó, tiếng rắc mua bên cũng rất là đã nè. Đó. Con này nó xây tương đương ra tầm khoảng 6.000 nha mọi người, 6.000, máy hoạt động ok nha, không lỗi lầm đó, ngon lành đi đó, quay ngược ok, quay tới ok, gà lề của nó đây đó, đây đó, đè này ra, anh em nắm cái này kéo ra cũng được đó, nhảy á, nhảy bật bình thường nha mọi người, máy hoạt động ok, chân tru. Con này có một số anh em rất là thích hàng sưu tầm, hôm nay anh em vừa đua lốc, máy rất là khỏe. Giá con khai máy số 32, giá là 2.2 triệu nhé. Máy có xuất sắc đi tiên nha mọi người. Phai màu theo thời gian. Tiếp theo máy số 33. Máy con quẹt, một con Sento. Đó. Và tổng ok, chân chu. Rắc mô bin còn nha mọi người. Đó. Thì những con máy này là dạng nguyên zin này, chưa độ chế lại hết. Đó. Tay quay trả bình thường nhé. Quay ngược ok, quay tới ok. Dạng cốt của nó là cốt trợ lực, cốt bự nha mọi người. Sento. Đó, hàng Pháp, của Pháp sản xuất. Giá khoảng là 2.2 triệu nha mọi người, máy 33. Máy số 34 vẫn vậy. Đó. Sento. Tiếng rắc mua pin đây. Đó. Hoạt động ok, rắc con này thể lớn tí nè, rất là đã nha, nghe khá là nhức tai luôn á, máy hoạt động ok đó. Đó. Máy hoạt động ok nha mọi người, quay ngược ok, quay tới ok đó. Máy tổng thể nhìn còn rất là sáng. Nói chung mấy con này nó dạng phai màu theo thời gian, nhưng mà cái nhông và thiết kế của nó vẫn là rất là khỏe nhá. Đó. Rồi giá công khai máy số 34 giá 2.2 triệu nhé. Tiếp theo máy số 35 đây, có con này, con này nó còn rất là mới luôn, Sento.
Đó. Nước sơn nó không có phai màu như mấy con kia, hàng nguyên zin, chuẩn nguyên zin luôn. Thịnh Châu nè, đó. Hàng này chuẩn về sưu tầm nha, còn rất là đẹp nè. Đó. Đẹp và sáng. Ốc của nó đây. Đó. Còn rất là đẹp nha mọi người, coi đây. Đây, còn rất chi là đẹp luôn. Hàng của Pháp sản xuất. Máy thì hoạt động trơn tru à. Mọi người ok. Về tới ok. Đó. Tiếng rắc mô bin nè. Đó. Rồi, giá công khai máy số 35, giá 2.800.000 nha mọi người. 2.800.000 máy số 35. Tiếp theo máy số 36. 36 đây cho mọi người một con máy của hãng của hàng Ram. Ram Wit. Thì con Ram Wit được sản xuất của Đức nha mọi người. Hàng của Đức sản xuất. Con máy này thì thân của nó là thân nhôm nhám nha mọi người. Đó. Sơn màu nhám nè, sơn nhám. Đó. Máy có xuất sắc nè. Đó. À, cái ga lê đây, đây cái ga lê này là sắp tìm hiểu là cái này nó không phải hàng nha, cái này nó giống như hai cái khớp khác nhau á, họ nói lên đây đó. Nói và hàng lại theo thời gian á, nó cái khớp hàng nè do tác động nhiệt độ á, nó dễ bị oxy hóa hơn nha mọi người, nó đen đó. Đây thì con này có sẽ tương đương là khoảng 5.000, máy thì hoạt động rất êm này. Đây ứ gà nó đá kêu đây đó. Gạt qua đây là hồng kiều này, rất là mượt luôn, im mà một cách thì thầm luôn mọi người. Đây đó, về ngực ok, về tới ok, vô về làm bên sống đó. Con này thích hợp về cho anh em sưu tầm nhé. Rồi giá cũng khang máy số 36, giá 1.000.000 mọi người, 1.000.000 cho máy số 36. Tiếp theo máy 37, máy 37 lên cho mọi người một con máy Ram Wit. Thì con một con Ram Wit là 440 nha, hàng quản hàng của Đức sản xuất. Thì máy này có xe tương đương tầm khoảng chắc con này tầm khoảng 7.000-8.000, máy còn rất là bự luôn. Đó. Đây sơn là sơn nhám, sơn này là khỏi sơn lại luôn. Đó. Soi kỹ từng chi tiết cho mọi người xem, máy có xước sắc đây một tí nè, ga lê bạc nè, hình cá hồi, thằng đây theo bằng nhôm nha mọi người, con lăn đây, đó. Máy rất là đẹp, hoạt động im thì thầm luôn, đó. Đây tiếng cọ nhầm không cỏ luôn nè, đó. Rất là im luôn, đó. Quay ngược ok, những con máy này sản xuất tầm khoảng tới thời điểm này chắc cỡ 40-50 năm nha mọi người, nó là mô hình sống. Hàng này chỉnh về cho anh em là sưu tầm. Rồi giá công khai máy số 37, giá 1.700.000 nha mọi người, 37 1.700.000. Tiếp theo máy, máy số 38, 38 lên cho mọi người một con máy Abu. Thì có một con Abu C3, con này xe tình đương tầm khoảng 2.000 nha mọi người, 2.000 thôi. Đó, máy hoạt động rất là mượt. Những con máy Abu này là dạng cổ điển này, của những con Abu này của Thị Điện sản xuất. Đó. C3. Con này nhông của nó là nhông đồng thao nha mọi người. Nhông nó cấu tạo rất là đẹp luôn. Đó. Xả mô bin đưa chuột nhé, đưa chuột nằm giữ. Máy hoạt động rất là ok. Rồi, giá cũng khang máy số 38, giá 1.000.000 nha mọi người, 1.000.038. Tiếp theo 39. 39 là một con máy Abu C5. Đó. Thì con C5 này thì nó xây tương đương là tầm khoảng 5.000. Đó. Máy hoạt động rất ok rồi. Mô bin là mô bin sống, lấy cước ok. Đó. C5. Rồi máy 39 giá là 1.400.000 nha mọi người, 1.400.000. Hàng này về cho anh em là sưu tầm cho đủ bộ. Đó. Tiếp theo qua đây, qua máy số 40, 41 là những con máy chuẩn về cho sưu tầm. Đây là một con Michelin, Michelin 402, hàng của Pháp sản xuất, Minh Phan.
đây hàng còn rất là mới luôn. Nổi đây đó. Bóng lửng ha, đó. Đấy đây. Đó. Máy rất là mới, không có xuất sắc luôn. Tay quay đây. Gà lê đây, hoạt động đây, mượt mà nha mọi người, tiếng rắc mô bin đầy đủ nha. Gà lê từ bạc. Rồi giá công khai máy số 40, giá là 2,5 triệu nha người, 2,5 triệu. Hàng này về cho anh em sưu tầm nhé. Đó. Thì con này nó xây tương đương cho thẩm ảnh 9.000, 8.000, 9.000 nhé. Máy hoạt động rất im. Máy số 40, 2,5 triệu. Máy số 41. 41 lên cho mọi người một con Mitchell 406. Đây một con vẫn là hàng chuẩn về cho sưu tầm. Đây, hàng là của Pháp sản xuất. Máy còn rất là đẹp, có động cước cho anh em nè. Đó, còn lăn ở đây, lăn vẫn lăn nha, cốt và cốt trợ lực nha mọi người, cốt trợ lực, cốt bấm Michelin, tiếng gắt nghe đây, nghe cũng rất là nhức tay ha, rất là đã. Máy còn rất là đẹp, độ xuất sắc cũng không có, máy hoạt động rất êm nha mọi người, mượt mà, về tới ok, về lùi ok. Rồi giá công khai máy số 41, giá 2,5 triệu luôn nha mọi người. Đó, 2,5 triệu máy số 41. Máy còn rất là đẹp nha, máy xây ra tầm khoảng 7.000, 7.000, 8.000. Và rộng chân chu nha mọi người, đây. Máy cổ mà nó còn chân chu thế này thì độ mới nó khỏi bàn ha. Giá 2,5 triệu, máy số 41. Tiếp theo máy số 42, 42 lên cho người quản tiếp là một con máy hàng của Mitchell. Máy có hoạt động chân chu, máy này là máy 302. Đó. Con này xe tương đương ra tầm khoảng 9.000, 10.000. Đó, máy cũng còn rất là bự. Hoạt động chân chu nha mọi người. Mấy con này anh em nào lua lóc gừng á, đánh mấy con này rất là khỏe, nhông cảo rất là lực nha. Rồi giá công khai máy số 42, giá 1,5 triệu nha, hàng quản hàng của Pháp sản xuất nha mọi người. Máy phang nhá, hàng Pháp sản xuất, nồi bị oxy hóa nè. Đó. Không phải dạng oxy hóa nữa, cái này là dây cước nó khứa vào quá mọi người. Đây, nó có đường nè. Đó. Rồi, giá 1,5 triệu nha, máy số 42. Máy số 43 cũng vậy, một con máy 302. Đó. Rồi con này thì mới hơn một tí. Đây. Đó. Cốt nó dẫn ngược lấy ra nha mọi người. Đây, là mới hơn tí. Con này quay tay trái nha mọi người. Ô bên là buông sóng. Con lăn đẹp nha. Máy hoạt động rất là ok rồi, chân chu nhé. Nút châm dầu đầy đủ, hàng của Pháp sản xuất, mang phăng. Ok, tôi tới ok. Máy cước gà lê tự bật nha mọi người. Đó. Rồi, giá 43, giá vẫn là 1,5 triệu nhé. Tiếp theo 44. 44 thì con này một cái đặc biệt, một cái. Con này là máy tay trái nha mọi người. Máy con này máy máy tay phải nha, con này máy tay phải. Đó. Mitchell máy tay phải là rất là hiếm nha mọi người. Siêu hiếm luôn. Mô bên là mô bên sống nè. Đó. Mô bên còn rất ok, có bị muối ăn quầy điểm nè. Chóc sơn nè. Đó. Con này vẫn là xe tương đương ra tầm khoảng 8.000, 9.000. Đó. Hàng của Pháp sản xuất, máy tay phải. Đó. Rồi giá công khai máy số 44, giá 1,3 triệu nhé. Máy có xuất sắc, chóc sơn. Đó, tổng thể hoạt động ok hết nha mọi người. Đó. Giá 1,3 triệu cộng ship, máy số 45. 45 lên cho người một con Mitchell. Thì con này Mitchell là 300A. Thì dòng này nó không có tiếng kêu nha mọi người. Đó.
dòng này không có tiếng kêu, nhưng được ok, về tới ok. Đó. Mấy anh em lua lóc thích cái này lắm, rất là khỏe nha. Con lăn lăn bình thường nè. Đó. Đây. Con lăn lăn bình thường nha mọi người. Đó. Đây, con này cũng của Pháp sản xuất nha mọi người, Pháp sản xuất. Bên phần hoạt động chân tru, đó, không lỗi. Gà lê tự bằng. Đó. Đây. Đó, gà lê tự bằng nha mọi người. Đó. Cúc trợ lực hoạt động ok. Rồi, giá công hàng mã số 45, giá 750k nhé. Tiếp theo 46 lên cho mọi người mặc con Michen. Hoạt động cũng ok, đó. Êm mượt nha, đó. Có độ chớn rõ ràng. Mưa lầm bên sóng nè. Ga lê tự bạc nè. Đó. Michen 300. Rồi, giá công hàng mã số 46, giá 500 nhé. Tiếp theo 47 lên cho mọi người một máy ru, con này một con máy hàng ru của Pháp. Con này nếu xét vào xây cước đó, thì con này ra tầm khoảng 8.000-9.000 nhé. Đó. Cái body của nó là làm nhỏ và tròn con máy lại nên cầm lên tay này rất là nhựa tay ha. Thì con ru này của Pháp sản xuất cho mọi người, mới fan. Con này là về nguyên zin nhé, ga lê nó đây. Đó. Lại đây. Nhìn rất là lực ha. Tay quay này là độ lại tay quay nha mọi người. Đó, độ là tay quay bấm châu. Và bảo ok ha. Đó. Anh em nào lua lóc săn hàng đến bao lực là lấy con này đánh. Đó. Mô viền tới đây. Đó. Rồi, giá công khai con ru này giá 47, giá 2 triệu nha mọi người, 2 triệu. Tiếp theo 48 lên cho mọi người một con máy Ben. Thì đây một con máy Ben của Mỹ sản xuất, đây Ben xuất này. Thì con này nó có xây ra tầm khoảng 4.000-5.000 nha mọi người. Rồi, máy hoạt động rất là mượt nha. Đó. Cốt và cốt thì lực mô bên đó đây. Đó. Rất ok ha. Hoạt động mượt mà nè. Đó. Rất là mượt. Cái chấn của nó đi nè, rất là lực. Đó. Con này anh em nào lua lóc về câu ngâm rất là khỏe nha. Thì máy số 48 giá là 1.800.000 nha mọi người. Hàng Mỹ sản xuất có xuất sắc nè. Đó. Tổng thể ngoài hình có xuất sắc. Về lóc rất là khỏe luôn. Đó. Rồi, giá công khai máy 48, máy 1.800.000. Tiếp theo 49 là cho người một con Ben SS. Thì con này 4.500 SS, xây tương đương ra tầm khoảng 5.000. Đó. Thân của nó là thân làm bằng gắt fit nè. Đó. Hàng của Mỹ sản xuất. Mắc in suốt đây. Đó. Máy hoạt động trơn tru rồi. Đó. Tay quay đổi trái phải bình thường. Đó. Máy hoạt động rất là mượt nhé. Mô bên sóng rất là trơn và mượt. Đó. Con này đặc biệt là quay không có tiếng kêu tè tè nha mọi người. Máy hoạt động rất là mượt. Mô bên làm một sóng máy cứ ok. Rồi, giá con khai máy số 49, máy là 1.800.000 nha mọi người, 1.849.000. Tiếp theo lên đây, lên tiếp trên đây là máy số 49 là 50 lên cho mọi người một con máy của Ryobi, một con hàng của Nhật sản xuất, tem là tem quang. Đó, chạy 3 mặt đạn, cốt là cốt to, chạy lực. Đó đây của mình sống nha, nặng nó đây. Đó, nặng chạy lực nha mọi người. Hàng Sepen, máy quay đổi trái phải bình thường, hàng rất là đẹp, chuyên về cho anh em mặc sưu tầm. Hoạt động đây rất là mượt nhé. Con này có xe đương đương là khoảng 9.000-10.000 nha mọi người. 9.000-10.000 của Shimano.
hoạt động khỏi chơi. Đó. Gatio 4.3.1. Cước 10 đến 150m ha. Đó, máy rất là đẹp. Giá công khai mã số 50, giá 1.2 nhé. Tiếp theo 51 lên cho mọi người một con máy của Daiwa. Đây một dòng Daiwa SS tay thắng. Máy hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đó. Rất là mượt máy. À, con lăn đẹp nha. Tổng thể máy còn rất là ok. Có xước sát cho đây tí nè, đó. Xước dưới đây một tí nữa. Rồi, giá công khai mã số 51, giá là 850k. Thì con này có sẽ tương đương tầm khoảng 6.000 nha mọi người, cứ số 6 với tầm 150m. Giá 850k cộng ship. Tiếp theo mã số 52. 52 lên cho mọi người là một con máy Ben The Cổ. Thì con này của Mỹ sản xuất nha mọi người, mới sản xuất này. Đây. Đó Ben The Cổ nha mọi người. Đó, Ben cổ, nhưng mà được cái là hoạt động đó đây. Mượt mà và chân chu ha. Đó. Những con này là nhông của nó là bằng đồng thau và nhông bự, bự lớn như này, nằm đây. Đó. Thiết kế đây, nó làm tròn con máy lại. Con này nếu so với máy bây giờ thì nó ra tầm khoảng 10.000 nha mọi người. 9.000 10.000. Con này chuyên về cho anh em câu đáy, câu cá. Con lăn quẳng lăn bình thường nha mọi người, mọi chức năng hoạt động ok hết. Nè, đó. Đó. Hoạt động chân chu nè. Thì con này nó cái nồi nó bị oxy quá một tí nè, muốn ăn thôi. Đó, anh em về tẩy ra sơn lại là bình thường liền. Giá công khai mã số 52, giá 1.3. Tiếp theo con mã số 53 vẫn vậy, một con máy Ben cổ, hàng của Mỹ sản xuất. Mới nước này hoạt động cũng rất là chân chu nha. Đó. Nói chung thì rất là mượt luôn. Đó. Nó không phải dạng hoạt động mà lầm lì. Đó. Con này hoạt động rất là mượt. Mượt và cái độ quật giật của nó rất là khỏe. Cảo cá rất là lớn nha mọi người. Đó. Mua bị làm buôn sống. Một con Ben. Đó. Bên của Mỹ. Rồi, giá công khai máy số 53, giá 1.6. Tiếp theo 54 văn quậy, một con máy bên của Mỹ. Đây, hoạt động đây đây. Im thì thầm luôn, rất là chân chu. Máy này là máy tay trái nha mọi người. Con lăn này, đó, bộ pin đây. Rất là đã nha. Hàng này thì có xuất sắc đi tí rồi, đó. Mấy con này anh em mà không quan trọng máy hình đó, về lấy quẹt hoạt động mà khỏi chơi, không biết chỗ nào mới hư nữa. Giá 54, giá 1.6 luôn nha mọi người. Giá 54, 1.6 cộng ship luôn. Tiếp theo máy cuối cùng. Đây là một con máy hàng của Ý, hàng của Italia. Đây, Italia. Con này cái giá trị của nó nằm ở bộ tem nè mọi người. Đó. Tem hình con chim kẹp con cá. Máy còn rất là đẹp, mua viên tới đây đó, hình quả tiễn con lăn mà sứ nè, đó khi nó đá vào đây nè, đó bẻ thì cái còn nó sẽ vô đây, mà qua đây thì nó sẽ đá vào đây đó. Thiết kế rất là hay ha đó. Con lăn này lăn mà sứ ship nha, máy hoạt động rất là êm này đó. Hoạt động thì cái này nó đập vào nó kêu. Đó. Rất là lạ ha. Anh em không muốn nó kêu thì nhắn nó xuống. Rồi, không kêu. Nó động mượt mà. Đó. Máy rất là hiếm. Những con máy thế này rất là hiếm ở thị trường Việt Nam. Đủ tem nha. Không có tem thì máy gặp thường lắm, mà có tem thế này thì rất là hiếm. Rồi, giá công khai máy cuối cùng, con máy số 20. Máy số 55, giá 2.5 nha mọi người, 2.5, máy số 55. Rồi, cảm ơn mọi người nhé.